Một mình anh cần hết. Nầu thế nhở. Đi dạo vui quá ha. Mày vui chứ bọn tao thì đéo. Có hai con đang bay kìa. Xin chào các bạn. Mình tặng các bạn hai của tên lửa nè. Chào hỏi gắt quá tớ không dám nhận đâu. Hai bạn chim cút được rồi đấy. Lão nháo với chúng tôi à. Hình như có tiếng gì đấy. Wow, sợ chưa các bạn. Sợ quá cơ. Thôi bạn chim cút đi được rồi đấy. Ủa bên kia có thằng nào kìa? Ê làm quỷ không tao cho máu, à nhâm làm bồn cầu không tao cho một suất, không á. Thế thì mình cho bạn thăng luôn nha. Ê bạn ơi sao lại chạy thế, quay lại chơi với mình đi, lêu lêu thằng khổng lồ, đố mày bắt được tao, đờ mờ con chó này, Mày đứng yên cho tao. Có địch kìa anh em. Ui vãi, đầu lâu toilet à, cẩn thận đấy. Ôi mẹ ơi nó khạc ra đờm, và hơi thở thối như rắm, vĩnh biệt cuộc đời. Chứ có tắm cả thùng xà phòng, chắc cũng không hết thối. Ở ờ con lợn này, tao nhớ đốt mày cháy thành cho rồi mà, sao vẫn sống được vậy? Lần này cho đi hẳn nhé. Ôi rồi ôi, cái pháo mới mua của tôi, tiếc quá nhưng đành phải đập thôi. không cậu ấy đã đi rồi tôi hứa sẽ an táng cậu bằng vim nước rửa bồn cầu